Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Airboy Channel, Minh Hùng Review. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi gì đáp nấy trên kênh Airboy Channel của mình. Ok, trước khi đến với số hỏi gì đáp nấy lần này thì nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua cho mình tất cả những dòng iPhone với một mức giá tốt nhất, đặc biệt là iPhone 11 đợt này chỉ còn hơn 11 triệu, iPhone 12 mức giá chỉ có 16 triệu, iPhone 13 mức giá chỉ có 20 triệu và kể cả là 13 Pro cũng như là Pro Max chỉ có mức giá loanh quanh khoảng tầm 26 đến 27 triệu thôi, thì phải nói thật các bạn luôn là mua iPhone thời điểm này quá ngon. Link chi tiết giá iPhone tham khảo tại Di Động Việt, đường link ở phần mô tả nhé. Và bây giờ hãy đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Bạn Startup Buồn ấy có đặt một câu hỏi ấy, không chính xác hơn là một cái chia sẻ đến từ bạn Startup Buồn. So về độ bền, Samsung với mấy hãng Android khác không tốt bằng iPhone đâu, cứ iPhone mà quất, em thì vẫn thích độ bền bỉ của iPhone. Thực sự mình thấy rằng là có rất nhiều các bạn so sánh điện thoại Android rồi so sánh điện thoại này nọ với iPhone và luôn có một cái kết quả rằng điện thoại iPhone sẽ hơn và cũng như là cái độ bền bỉ này để dùng lâu dài các kiểu nó sẽ hơn. Nhưng thật sự cái so sánh như vậy thì nó quá khập khiễng. Một bên là thế giới Android với cả ngàn, cả chục ngàn con điện thoại mới ra hàng năm, còn một bên là iPhone mỗi năm chỉ ra 2 đến 4 máy, thì thật sự so sánh như vậy là quá khập khiễng. Tại vì như thế này, iPhone ấy mặc định nó là điện thoại cao cấp, mặc định nó là điện thoại flagship rồi, nên là cái chuẩn mực hoàn thiện của một chiếc điện thoại iPhone nó luôn cao hơn mặt bằng chung của những chiếc điện thoại giá rẻ, tầm trung hay là cận cao cấp Android. Vì những cái dòng điện thoại giá rẻ của Android ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là nó chỉ được làm từ chất liệu là nhựa này, cùng lắm thì cũng có cái khung viền kim loại rồi, mặt lưng sau được làm từ nhựa, hay kể cả là cái sự gia công hoàn thiện còn những con điện thoại Android giá rẻ, tầm trung, cận cao cấp thì cũng không thể nào mà bằng so với một chiếc điện thoại có mức giá cả nghìn đô được. Thì đó là cái sự so sánh khập khiễng đầu tiên khi mà chúng ta so sánh bài toán giữa điện thoại Android cũng như là iPhone. Và cái việc là chúng ta bỏ ra một số tiền nhiều hơn thì đương nhiên khả năng hoàn thiện máy của nó sẽ tốt hơn, rồi linh kiện bố trí, độ hoàn thiện của chiếc điện thoại nó cũng sẽ là tốt hơn và được hoàn thiện từ những chất liệu bền hơn, ví dụ như là khung viền thép chẳng hạn. Còn đại đa số những dòng điện thoại Android thì các bạn thấy rằng là chúng ta chỉ có khung viền nhôm là đại đa số, một vài con flagship thì may ra mới có khung viền thép đó. Thế nên là nếu mà xét về cái độ bền thì chắc chắn là iPhone nó phải bền hơn là chắc chắn rồi, đúng không? Vì số tiền chúng ta bỏ ra nhiều hơn thì đương nhiên là một cái sản phẩm nhận lại nó sẽ tốt hơn. Nhưng cái mà mình muốn nói ở đây là đó là các bạn khi mà so với một con điện thoại Android vài triệu đồng với một con điện thoại iPhone cả mấy chục triệu thì đó mới có sự khác biệt. Còn nếu như các bạn so sánh với sự hoàn thiện, độ cứng cáp, bền bỉ của những dòng điện thoại flagship Android, ví dụ như là Oppo Find X5 Pro, ví dụ như là Xiaomi 12 Pro, ví dụ như là Samsung Galaxy S22 Ultra với những dòng iPhone ấy, thì mình thấy rằng là thậm chí nhiều dòng điện thoại Android nó còn trâu chó hơn, nó còn bền bỉ hơn cả iPhone cơ. Bằng chứng là các bạn có thể lên YouTube so sánh, có rất là nhiều những video so sánh độ bền giữa Samsung và iPhone, các bạn có thể là so sánh xem là những con flagship đấy thì nó sẽ như thế nào. Mình đảm bảo luôn 1 9 1 10, hoặc thậm chí là iPhone có khi còn thua cả Android cơ. Còn một cái bài so sánh nữa mà mình thấy rằng rất nhiều bạn hay so sánh Android với lại iPhone, đó là so sánh Android dùng được vài năm thì lag, nhưng mà đại đa số những anh em nào mà so sánh như vậy ấy, thường chỉ dùng những con điện thoại Android vài triệu đồng, sau đó các bạn thăm ngàn kẹt ngần các kiểu, tích góp được một số tiền khá khá, rồi các bạn update những con điện thoại iPhone xịn. Ví dụ như là bạn mua con Android 7 triệu, bạn dùng 1-2 năm bạn thấy rằng ui, điện thoại Android gì dùng 2 năm đã lag, dùng 2 năm đã giật mà nó bị delay nữa. Còn mình mua con iPhone 20 mấy, 3 mấy củ khoai dùng chẳng thấy lag gì cả, dùng 3, 4, 5, 5 năm bình thường, thì thực sự là so sánh như vậy là quá khập khiễng luôn. Nếu như các bạn so sánh những con điện thoại Android cùng tầm trong khoảng tầm 3, 4 năm trở lại đây thì thậm chí rằng mình thấy rằng Android có khi nó còn nhỉnh hơn. Ví dụ như năm 2017 các bạn sẽ có con chip Snapdragon 835 và tầm đó có con chip Apple A10. Và các bạn có thể thấy rằng là A10, A11 bây giờ thậm chí là sự tối ưu hóa của nó, cái phần chơi game của nó còn kém hơn cả con chip Snapdragon 835, quá nhiệt nhanh hơn, trải nghiệm game thật sự mình thấy rằng là làm sao mà bằng được. Nên là nếu các bạn so sánh thì nên chỉ so sánh với những con điện thoại Android cùng tầm thôi. Còn nếu mà so sánh những điện thoại Android giá rẻ với điện thoại iPhone cao tầm này thì thôi, đừng so sánh làm cái gì. Rồi, đó là một chia sẻ của mình cho bạn Startup Buồn và cũng như là có thêm thông tin cho những bạn đang xem video này lại bảo là Android không bằng iPhone. Mính Sơn có hỏi mình đã bây giờ mua Note 10 Plus hay là S22 thường bởi vì là mức giá quá rẻ, chứ mà sức khỏe. Với câu hỏi của bạn ấy, S22 thường và Note 10 Plus thì mình thấy đây sẽ là một cái khiến cho chúng ta rất là đau đầu. Tại vì là Note 10 Plus thì nó cũng có những cái hay mà S22
thường hay là S2 Plus thì nó cũng có những cái hay. Nhưng mà nếu cá nhân mình nhá, mình sẽ lựa chọn S20 thường. Tại vì căn bản các bạn có thể xem cái video mà mình đã bỏ tiền ra mua con S20 như thế nào. Thì đó, mình vẫn dùng con S20 là máy phụ đứng tính tới thời điểm này. Thì mình trước đó thì mình vẫn đã có mua Note 10 để trải nghiệm rồi. Xem cái video mà mình đã mua Note 10 thì các bạn sẽ thấy. Đó, thì với con Note 10 Plus và con S22 thì mình sẽ cho các bạn những cái ưu và nhược điểm như thế này. Thứ nhất, nếu mà xét đến một chiếc điện thoại có thiết kế sang trọng và xét vào chiếc điện thoại mà nhìn vào một phát là thấy cao cấp, thấy xịn sò hẳn, thì Note 10 nó làm quá tốt ở điểm đó. Một chiếc điện thoại mà cứng cáp này, thiết kế của nó thì quá đỉnh cao luôn. Rồi còn có cả cây bút FP này, xem chúng ta giúp chúng ta có thể vẽ vời và làm được rất nhiều thứ. Tuy nhiên, Note 10 thiếu quá nhiều những cái trải nghiệm khác. Ví dụ như là hiệu năng của nó với con Exynos thì mình thấy rằng là hơi chán đời. Thứ hai là nó không có tần số quét màn hình cao, nên là khi mà chúng ta trải nghiệm game các kiểu hay là muốn chơi ở mức FPS cao ấy, thật sự nó không tốt. Và thậm chí là nếu bây giờ các bạn chơi game những tựa game nặng với mức đồ họa cao thì con chip Exynos hình như là 9825 thì phải, 9825 nếu mà mình nhớ không nhầm, hoặc là con chip Snapdragon 855 thì cũng không thể nào bằng S20 series được. S20 series có màn hình tần số quét cao hơn, cái này là một trong những điểm mà mình thấy cực kỳ ăn tiền này. Rồi có hiệu năng tốt hơn với con chip Snapdragon 865. Rồi có được một cái nữa đó là camera nâng cấp tốt hơn này. Nói chung là tất cả mọi trải nghiệm thì mình thấy con S20 đều nhỉnh hơn một tí. Nhưng xét về phần thiết kế thì con Note 10 nó lại hơn. Thì cái này sẽ tùy theo các bạn thích điện thoại thiết kế đẹp, thích điện thoại thiết kế cứng cáp, Note 10 fan dòng Note, mua Note 10. Còn nếu bạn muốn nhiều trải nghiệm và có những sự nâng cấp tốt hơn Note 10 thì S20 series chính là một cái lựa chọn mà mình thấy rằng là cực thơm. Ok, bạn Vương Trình có hỏi mình là vẫn dùng S8 Active, hơi ám, không lưu, không biết sửa kiểu gì, thích bản Active của Samsung mà không có ra bản mới. Câu của bạn Vương Trình ấy, thì mình thấy như này, màn Samsung ấy sẽ có cái tuổi thọ sử dụng nhất định, nhất là với những cái màn AMOLED và những cái màn OLED. Thì sau khi mà chúng ta sử dụng một thời gian dài thì nó sẽ có hai hiện tượng hay gặp. Thứ nhất là ám màn, ám màn ở đây là sẽ là ám vàng hoặc ám xanh hoặc là ám màu gì đó. Thứ hai đó chính là bị lưu điểm ảnh. Thì nếu như mà con S8 Active mà bị tình trạng này thì các bạn sẽ không thể nào mà sửa được, mà chúng ta chỉ có thể là thay thế một cái màn hình mới vào con S8 Active này thôi, hoặc là chúng ta đổi điện thoại khác. Chứ cái lỗi trên màn hình như kiểu là ám hoặc là blurring màn hình hoặc là bị lưu điểm ảnh ấy, thì nó sẽ không thể nào fix được bằng cách là phần mềm hay là đi sửa chữa gì đó, ngoại trừ cái việc là chúng ta thay một cái màn hình mới. Và thực sự là mình cũng là một trong những người mà rất là thích cái dòng Active của nhà Samsung, nhưng mà Samsung thì đã dừng thế hệ Active từ thế hệ Samsung Galaxy S9 rồi. Có thể là do cái dòng Active ấy thì nó không có được ưa chuộng nhiều người, và doanh số bán ra của dòng Active của nhà Samsung không lớn, nó không đủ to để bắt Samsung phải tiếp tục duy trì cái dây chuyền sản xuất điện thoại bền đó. Nên là thôi, Samsung đã khai tử rồi. Đó, tại vì doanh số bán của những con như kiểu là S9, S9 Plus hay là những dòng S và dòng Note nó quá tốt, hay là những dòng tầm trung giá rẻ nó phục vụ đại đa số người dùng nó quá tốt, nên là cái doanh số lẹt đẹt của dòng Active nó không còn là một cái miếng mồi thơm cho Samsung nữa, nên là họ đã bỏ qua dòng này. Thì nếu như mà bây giờ các bạn muốn tìm điện thoại thay thế cho dòng S8 Active thì có thể là kiếm mấy con như kiểu của Dugi này, Okitel các kiểu thì mình thấy cũng hay. Bạn TQD77TV có hỏi mình là Nokia G91 3.5 có 90 hè, không biết có chơi lại Redmi 10C không, nhưng chip G11 là Tiger 606, còn Redmi là Snapdragon 680, mong anh làm video được kiểu thế. Thì với câu hỏi của bạn ấy, con Nokia G11 mà được trang bị màn hình 90 hè cộng với con Unistop T606 ấy, thì mình thấy rằng là con Unistop T606 này thì thực sự nó cũng không phải quá là gọi là một cái gì đấy gọi là quá mạnh trong tầm giá. Và nếu mà so sánh về cái phần là hiệu năng trải nghiệm của con Nokia G11 này với lại con Unistop T606 thì mình nghĩ rằng là con Snapdragon 680 nó sẽ cho con T606 hít khói luôn. Tại vì con chip Snapdragon 680 thì nó phải mạnh bằng con chip Unistop T616, nên là con 606 một cái phiên bản gọi là thấp cấp hơn rất nhiều so với những con chip kia thì không thể nào mà so sánh được. Còn điện thoại giá rẻ màn hình 90 hè thì có nên mua hay là không thì mình cũng phân tích một vài cái yếu tố mà mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Thật sự ấy, điện thoại giá rẻ các bạn đừng quá quan tâm vào cái yếu tố là màn hình tần số quét nó phải là cao nhất, mà mình nghĩ rằng là trong tầm khoảng tầm 4 triệu quay đầu nhé, anh em chỉ cần kiếm cho mình một chiếc điện thoại hiệu năng mạnh nhất là được rồi. Tại vì sao? Tại vì với những con điện thoại mà có một cái tần số quét màn hình cao ấy thì chưa chắc nó dùng đã mượt.
chưa chắc nó có được những trải nghiệm đã hay. Vì căn bản ấy là hiệu năng chính là cái yếu tố mà khiến cho chúng ta có một cái trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Nếu mà con Nokia G11 mà chạy con chip Unitoc T606 gánh một cái màn hình 90 Hz thì chưa chắc các bạn đã có được những trải nghiệm 90 Hz mượt mà. Đôi lúc nó còn thậm chí là còn giật lag hơn, nó còn tốn pin hơn, và chưa kể là nó không thể nào mà tận dụng hết được cái tần số quét màn hình 90 Hz với những tựa game hay là với những ứng dụng chúng ta thường chơi. Nên là mình khuyên các bạn là tầm này thì thôi, cứ ưu tiên chọn con nào mà cấu hình càng cao càng tốt. Còn cái phần tần số quét màn hình thì thôi, chúng ta chấp nhận chơi với cái mức 60 đi. Khi nào có tiền nâng lên tầm giá cao hơn thì lúc đấy trải nghiệm cũng chưa muộn. Và mình nghĩ rằng là nếu như mà trong tầm này thì các bạn nên cân nhắc con Realme Narzo 50A Prime mà cũng như là con Redmi 10C, nó sẽ là tốt nhất. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn tên là Văn Hưng. Anh ơi, cho em hỏi, em mới mua con Mi 8 SE 1.5 triệu, tại sao chỉ xài được 50 Hz vậy? Em chơi game cũng 50 FPS, có cách nào khắc phục không anh? Mình nói thẳng với các bạn là trên cái thế giới này không có màn hình nào, như là trên con Mi 8 SE không có màn hình 50 Hz, mà nó chỉ là màn hình 60 Hz thôi. Nên là cái việc mà chúng ta chơi game mà chỉ có 50 Hz, chắc là bạn chơi game liên quân, những tựa game mà có thể show được cái mức FPS trong game thì như thế này. Giải thích cho cái vấn đề đó thì chắc là máy con Mi 8 SE của bạn đã hơi đuối rồi. Nên là bây giờ chúng ta chơi những quả game ấy, thì khi mà chúng ta bật đồ họa cao, FPS cao thì nó không thể nào mà lên được ở cái mức là 60, mà nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 50, 53, 50, 45 trở xuống. Thì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta không thể nào mà chơi được ở mức là 60 Hz. Còn tất cả những ta sử dụng hàng ngày, tất cả những game ứng dụng các bạn đang chơi thì nó vẫn đang hiển thị 60 Hz đó các bạn ạ. Chẳng qua là FPS trong game nó không lên được ở cái mức là 60 thôi. Và để khắc phục tình trạng này thì rất là đơn giản thôi. Bạn có thể làm một cái bước cực kỳ nhanh chóng, đó chính là giảm đồ họa game. Ví dụ như là các bạn đã setting ở cái mức cao thì các bạn có thể giảm xuống mức trung bình. Trung bình mà FPS của nó vẫn thấp thì có thể là giảm xuống thấp hẳn luôn. Ưu tiên mức FPS cao thì nó sẽ duy trì FPS ổn định hơn, chơi game ngon hơn. Ok, Minh Lê có hỏi mình là em chỉ có tầm 4.5 triệu thôi, con nào ổn áp về khoản game không ạ? Củ mới không quan trọng, chiến game ngon. Với câu hỏi của bạn Minh Lê ấy, thì 4.5 triệu mình nghĩ rằng là bạn có một sự lựa chọn, đó là con Samsung Galaxy A90 5G. Con Galaxy A90 5G thì nó chỉ có mức giá khoảng tầm là 4.6 triệu. Đó, con đấy là một trong những con máy mà tối ưu hóa con chip Snapdragon 855 tốt nhất, có pin trâu nhất và có được trải nghiệm game ngon nhất. Bạn có thể xem lại cái video test game ở trên kênh FA Channel của mình. Đấy, con đó có một cái màn hình AMOLED khả năng hiển thị rất tốt này, có hiệu năng con chip Snapdragon 855 này, có pin 4500 mAh này, chơi game cực ngon. Mỗi tội là cam con đấy thì không được đẹp lắm. Bạn Đức Không Sim lại có tiếp tục hỏi mình, anh ơi, nhà B sắp ra A85 rồi, anh nghĩ sao ạ, có phải bom xịt không? Với câu hỏi của bạn Đức Không Sim ấy thì thực sự là mình cũng rất là chờ mong, và mình có thể là sẽ đi mượn BKV con A85 này để làm video cho các bạn. Tại vì căn bản là con A85 này giá cao quá, nó không có rẻ như là con A40 hay là A50, nên là mình không mua được. Thì đánh giá của mình về con A85 ấy thì mình nghĩ rằng đây sẽ tiếp tục là một quả bom xịt đến từ nhà Bphone. Lý do tại sao mình lại nói như vậy? Thứ nhất là con A85 này, mức giá của nó định giá sẽ rất cao, khoảng tầm là trên 10 triệu. Mà trên 10 triệu cho BKV thì mấy ai sẵn sàng bỏ tiền ra mua? Chắc chắn là không có ai cả. Và thậm chí là cái tệp người dùng chỉ ở loanh quanh group của Bphone thôi. Đó. Và với con B85 này ấy, thì mình thấy làm truyền thông không tốt nữa. Tất cả báo chí, đài báo, tất cả đều bị BKV nói này nói nọ. Và thậm chí là những bạn reviewer trên YouTube giống như mình cũng mang tiếng là reviewer ăn tiền quảng cáo, rồi reviewer dìm sản phẩm này nọ. Nên là mình nghĩ rằng là cũng không thể nào mà tạo nên một cơn sốt truyền thông được. Rồi những cái hệ thống phân phối của BKV thì họ cũng không lớn, họ chỉ có 2 cái store ở Hồ Chí Minh và ở Hà Nội thôi. Còn lại những cái đại lý mà nằm trong tầm kiểm soát của họ thì cũng không có độ phủ lớn như là Thế Giới Di Động. Nên là sẽ khó có thể tạo nên một cái cơn sốt về về cái khoản đó chính là bán hàng hoặc một số lượng máy bán ra. Đó là tất cả những câu hỏi có đọc số hỏi gì đến lần này của mình. Các bạn nghĩ sao về những câu trả lời? Và nó có gì sai sót hoặc là có gì đó chưa đúng thì các bạn có thể là góp ý ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ để lại một like và subscribe nếu cảm thấy video của mình mang lại nhiều thông tin cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào.